Tôi là tên Miến, ở ấp 2 Xuân Tây Thượng. Bây giờ tôi ở với chồng con ở đây. Bệnh đủ thứ bệnh hết, tim đau cột sống, rồi nó đủ thứ hết trơn, nhức đầu, đau đủ thứ, gan nhiễm mỡ gì đủ thứ hết con ơi. Nó mệt không có tưởng tượng được, nó mệt lên nằm chứ không có làm gì được hết con. Bà phát bệnh mà ngất xỉu rồi run rẩy, tôi cũng ráng lo bóp mới đưa đi bệnh viện tiếp hơi thở oxy. Ngày nào cũng uống thuốc chứ không uống thuốc chắc chết quá. Mình không có khả năng trị bệnh như bà, phải khổ tâm. Chồng tôi đi làm vậy, ông đi làm vậy chơi, ngày nào ăn ngày nãy thì cũng vất vả, cũng nhờ bà con cho là bằng nhiều, chứ còn lụm mình lụm không có bao nhiêu. Tôi thì bản thân thì có cái mang chứng bệnh là cao huyết áp. Hồi đó tôi cũng bị sơ gan, ráng đi làm, không có tiền xây sở cho gia đình. Nên ấy chứ thằng con thì không có Thằng trai thì nó bị bệnh, nó không có làm gì được hết. Nó ngồi trong phòng, nó nhảm thiệt. Rồi cái là bằng ngày thì nó đi khởi xe đạp, nó đi điên điên khùng khùng, đi rảo rảo hoài. Giờ có thằng trai mà nó bệnh thì ai không buồn có. Không biết sau này cô qua đời không biết nó sống như thế nào. Con tặng cho mẹ con hát lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Thằng trai thì nó bị bệnh, nó không có làm gì được hết. Đó, còn con gái thì nó có chồng, nó ở xa. Cái bệnh của tôi thì trị lâu dài, tốn tiền mà giờ không có tiền trị. Bây giờ cô liệu thôi, sống tới đâu hay tới đó. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta về nhân vật của cô Miến, hoàn cảnh rất là khó khăn, nguồn thu nhập của cả gia đình thì trông chờ vào chiếc xe bê chai của chú. Hôm nay thì cô Miến đáng lý ra là có mặt ở trường quay, nhưng mà bệnh tim của cô tái phát cho nên là cô không thể có mặt tại đây. Quý vị còn nhớ cái hình ảnh mà cô cầm cái ly nước và uống cái viên thuốc không ạ? Lúc đó thì tay của cô rất là run và rất là yếu. Có mặt trong trường quay ngày hôm nay là chú, chồng của cô, là xin phép mời chú lên sân khấu ạ. Dạ, xin mời chú. Dạ chú ơi, chú cho con hỏi là chú làm công việc lượm ve chai này là bao năm rồi chú? Có 30 năm rồi. 30 năm làm công việc lượm ve chai rồi. Chú lượm ve chai vậy một ngày chú được nhiêu tiền? Theo buổi này là kiếm 100.000. 100.000 này chú làm gì? Trang trải trong ngày, coi như không có khi không đủ nữa. Ví dụ thuốc men đồ này kia, vật dụng nước mắm đồ trong nhà gia đình thôi. Chỉ là để phục vụ cho cái vấn đề và ăn uống của gia đình. Dạ. Vậy có để dành được đồng nào dư không chú? Ít có khi lắm. Có khi như ví dụ bữa nay làm được 100, mai không được. Thì kéo qua kéo lại thì nó chỉ trang trải vậy thôi. Con thấy cái tay trái của chú là nó đang bị gì vậy chú? Nó bị chày thôi. Bị chày là do đi lượm ve chai. Dưới ve chai. Dạ. Dưới ve chai nó đầy. Chú cho con thấy cái chân được không? Cái chân này của chú là cũng do bị...
là dướng chiếc xe, rồi bên này là cái nó móc. Cả hai chân đầy vết sẹo vậy hả chú? Dạ. Tới đâu là nó bầm tới đó là có thẹo á. Tay chân nó lão quá mà nó bầm ở đó. Kháng anh thị là ngoài cái bình cao huyết áp của chú nè, rồi chú bị trầy xước vết thương quá trời. Thầy Minh, chú còn thấy một cái bình nữa mà chú không biết nè. Chú đang bị giãn tĩnh mạch rất là nặng luôn. Dạ. Con trai của chú là hiện giờ là mỗi ngày là đi lượm ve chai chung với chú hả? Nó đã đi làm riêng nhưng mà nó làm lang thang, nó như cái người bệnh tâm thần. Người ta sợ nó, bởi nó biết sợ vô dòm ngó nó ngại, nó mới dám vô sớm bằng không có bao nhiêu tiền hết. Anh không có tỉnh táo. Không có tỉnh táo đó. Ngày hôm nay mà anh Minh Nhí và anh Long Nhật mà kiếm được một cái số tiền thì chú sẽ dùng số tiền này để làm gì ạ? Đó là để trang trải cho, như ví dụ trị bệnh cho bà lâu dài. Bác sĩ nói cô chữa bệnh là phải lâu dài, kêu phẫu thuật nhưng mà tiền bạc mình không có, mình nghèo quá. Cả gia đình hầu như là đều có vấn đề về sức khỏe cả. Chỉ riêng một mình chú, một người đàn ông 70 tuổi đang phải gồng gánh để làm công việc để nuôi gia đình. Chú Bình ơi, hôm nay hai nghệ sĩ của chúng ta sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để giành được cái giải thưởng cho chú. Thế thì chú ngồi dưới, chú tiếp thêm sức mạnh bằng chú ủng hộ họ. Rồi, bằng những tràng vỗ tay chú nha. Tôi cũng thành thật mang ơn ai với nghệ sĩ. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Xin mời chú ạ. Anh cổ vũ tụi em nha. Bữa nay là mình chơi quyết liệt luôn. Cố gắng em sẽ kiếm nhiều tiền cho anh trang trải. Vâng, cảm ơn anh. Dạ. Bình, xin mời anh xuống dưới để theo dõi chương trình ạ. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng bước đến vòng 1 của chương trình Chơi Phải Thắng.